Hello, xin chào bạn, chào mừng bạn trở lại với Johnny Supercar Vlog. Hôm nay thì Johnny và các bạn sẽ cùng nhau đi chiêm ngưỡng một chiếc Morgan Classic, thêm một chiếc Morgan Classic nữa về Hà Nội các bạn nha. Và chiếc này thì phải nói là có cấu hình cực kỳ đẹp luôn các bạn ạ. Ngoại thất được sơn màu đen và kết hợp giữa màu matte và màu bóng, mui xe màu đỏ các bạn ạ, phải nói là cực kỳ chất luôn. Vẫn chưa có biển số, nội thất bên trong thì mình nghĩ cũng sẽ là được bọc da màu đỏ. Đây các bạn nhìn này, Morgan Classic chất không anh em, nhìn mê cực kỳ luôn. Mẫu xe thuộc thế hệ mới nhất của Morgan trên toàn cầu. Và đây là chiếc xe được sản xuất năm 2021 các bạn nhé. Thiết kế đậm chất ngoài cổ, tuy nhiên thì em nó được sản xuất năm 2021. Và Morgan Classic chiếc này thì có cấu hình giống với chiếc hôm trước mình quay, chiếc màu xanh trắng đó các bạn. Chiếc này thì là màu đen kết hợp với màu đỏ, nhìn mê dã man anh em ạ. Các bạn nhìn thực tế thì các bạn mới thấy nó đẹp và nó cuốn hút như thế nào các bạn nhé. Hiện tại thì mình vẫn chưa có cơ hội để khám phá chi tiết em nó tại showroom, bởi vì thời điểm hiện tại những chiếc xe được đưa về hầu hết đều đã được bàn giao đến tay khách hàng rồi, và xe trưng bày thì vẫn chưa có. Thế nên vẫn đang đợi anh em một clip khám phá chi tiết em nó tại showroom. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đi quay nhanh chiếc Morgan Classic với ngoại thất màu đen kết hợp giữa đen bóng và đen mờ và mui sau màu đỏ các bạn nhé. Chiếc này là chiếc xe mui trần và có thể mở mui ra, nhìn nó cực kỳ cá tính luôn. Morgan thì nó rất nổi tiếng trên toàn thế giới bởi vì đây là thương hiệu xe đã có tuổi đời hơn 100 năm rồi các bạn nhé. Và nó được thiết kế theo phong cách ngoài cổ những mẫu xe từ những năm cách đây khoảng 7-80 cho đến cả 100 năm rồi các bạn. Nhìn nó đẹp cực kỳ. Và chiếc này thì sản xuất kết hợp giữa khung kim loại và khung bằng gỗ. Bên trong cái khung của xe nó được kết hợp giữa khung nhôm và khung gỗ, thế nên nó tạo nên sự đặc biệt của chiếc Morgan. Khung nhôm làm chủ đạo, còn khung gỗ sẽ là những cái điểm nhấn nhá giúp cho khung xe nó cải thiện được cái trọng lượng nó nhẹ hơn. Và đây các bạn này, thiết kế của những chiếc Morgan thì các bạn sẽ thấy máy đặt trước và cái phần mui xe dài đặc trưng của những mẫu xe hoài cổ các bạn ạ, đặc trưng của những mẫu xe cổ luôn đấy, bởi vì thiết kế của chiếc xe này nó giống hệt với những chiếc xe cổ các bạn ạ. Đây phần mui dài và cabin được đặt lùi ra phía sau, cái vòm bánh cũng được làm rất rộng đó, cái vòm bánh cũng được làm rất rộng các bạn nhé. Và đèn pha tròn thì nó lại quá quen thuộc của những chiếc xe hoài cổ rồi, đèn pha tròn này các bạn này, đó, sử dụng công nghệ LED. Có 3 cụm bóng mỗi bên, lưới tản nhiệt đặt ở chính giữa. Chiếc này thì lưới tản nhiệt được sơn đen và logo Morgan ở phía trên này, đó logo Morgan. Các bạn nhìn thấy cái phần đầu xe này, nhìn nó chất chưa? Đó, ở Hà Nội thì cũng có Morgan đời cũ, đó là những chiếc Super Sport và Aero 8. Còn đây là Morgan Classic thế hệ mới nhất của Morgan trên toàn thế giới luôn các bạn ạ. Mới được ra mắt năm 2019 thôi. Và đây là những chiếc Morgan Classic đầu tiên được đưa về Việt Nam. Đây, chúng ta sẽ có logo Anh này các bạn này. Đó, và mui xe màu đỏ các bạn nhé. Phần mui xe màu đỏ các bạn thấy này, chất chưa? Có thể mở ra tạo thành một chiếc xe mui trần. Đó, phần đuôi của chiếc này nó khác với chiếc hôm trước. Do chiếc hôm trước là phiên bản Touring, còn chiếc này thì là phiên bản Classic thường. Thế nên cái phần đuôi nó sẽ không có cái bộ giá để gắn theo đồ du lịch ở phía sau. Các bạn nhìn phần đuôi nó được làm phẳng và cắt vát, và cụm đèn hậu các bạn. Đó, cụm đèn hậu cũng được thiết kế rất đặc biệt với hai cái cụm bóng, một bên màu vàng và một bên màu đỏ. Ở giữa đây thì có cái khe thoát gió này. Đó, và cái cụm ống xả đặt hai bên ở đây. Morgan Classic thì được trang bị khối động cơ i6 3.0 lít tương đương với một chiếc BMW Z4 M50i các bạn nhé. À, Z4 M40i. Đó, sản sinh công suất tối đa là 335 mã lực. Đó, đây, ở phía sau nó có tên của xe các bạn này. Đó, tên của xe đây, Classic, Morgan Classic. Và các bạn nhìn thấy phần đuôi nó được thiết kế bè ra trông cực kỳ chiến luôn. Và cái vòm bánh xe trước và vòm bánh xe sau nó được làm mềm mại và kết nối liền với nhau luôn các bạn nhé. Đây là bộ mâm của chiếc này cũng được sơn đen. Đó, bộ mâm cũng được sơn đen đa chấu, dùng lốp Continental. Buổi tối thế nên mình không nhìn rõ được cái mâm này trước bao nhiêu inch, mình nghĩ nó khoảng 18 inch đến 19 inch gì đó. Bên trong thì chỉ có 2 chỗ ngồi thôi các bạn nhé. Các bạn nhìn, chiếc xe này phải nói là thu hút được mọi ánh nhìn, ai đi qua cũng phải ngước vào nhìn xem đây là xe gì các bạn ạ. Và không nhiều người biết được đây là chiếc xe gì đâu, ai cũng nghĩ là chiếc xe này phải đã có tuổi đời năm 60 đến 70 năm rồi. Tuy nhiên thực tế thì đây là chiếc xe được sản xuất năm 2021, Morgan Classic.
Đây là mẫu xe thế hệ mới nhất của Morgan được ra mắt vào năm 2019. Và nó sẽ có Plus 4 và Plus 6. Plus 4 thì dùng động cơ 2.0 lít tăng áp, còn Plus 6 thì dùng động cơ 3.0 lít tăng áp. Và nó đều được chia sẻ từ BMW các bạn nhé. Và hộp số nó là hộp số ZS 8 cấp, cũng được chia sẻ từ BMW luôn. Đó, động cơ và hệ dẫn động cũng như hộp số của chiếc Morgan đời mới đều được chia sẻ từ BMW. Nếu như mình có cơ hội khám phá nội thất đấy các bạn, thì các bạn sẽ thấy được là cái cần số của những chiếc Morgan này nó cũng tương tự như những chiếc BMW, nó về nguyên từ những chiếc BMW về sang. Và nội thất của chiếc này thì các bạn sẽ thấy là nó khác biệt nhiều lắm. Nó rất ít màn hình giải trí, mà nó thay vào đó là những cái đồng hồ tròn, đồng hồ kim kết hợp với đồng hồ điện tử và ốp gỗ tại khoang cabin cũng như ghế ngồi được bọc da cao cấp. Đó, nó khác biệt rất nhiều. Các bạn nhìn sẽ thấy là nó nói chung là nó thiết kế từ trong lẫn ở ngoài nó đều hướng đến phong cách hoài cổ cực kỳ. Đó, nói chung là quay chiếc này anh em ạ, nhìn đẹp lắm. Quay thực tế các bạn sẽ thấy này, đây các bạn nhìn. Đó, phần đầu xe này. Mê mẩn cái phần đầu xe của những chiếc Morgan luôn. Đó. Hôm trước thì có nói chuyện với anh chủ của VOVK, người đưa thương hiệu Morgan vào Việt Nam, thì anh ấy bảo là chiếc Morgan Plus 6 này chạy cực kỳ mê các bạn ạ. Mặc dù nó chỉ có công suất là khoảng 335 mã thôi. Tuy nhiên do cái thân nó rất nhẹ và nó nhỏ, thế nên đạp lên rất nhanh. Và chiếc này có khả năng tăng tốc từ 0 đến 100 km/h chỉ trong khoảng hơn 4 giây thôi các bạn. Nhỉnh hơn 4 giây một chút. Như thế là nó đã quá ấn tượng rồi nhé. Thôi có lẽ thì mình quay và chia sẻ với anh em từ nãy giờ cũng khá là nhiều rồi. Và mình xin phép kết thúc cái clip này tại đây em nhé. Nếu có cơ hội mượn được xe và trải nghiệm cũng như khám phá chi tiết em nó tại showroom thì mình sẽ gửi đến cho các bạn một cái clip riêng. Còn bây giờ thì xin phép kết thúc cái video đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.